con thiêu nhi thân mến, cha sẽ giới thiệu các con một phần mềm để có thể đọc lời Chúa hay đọc các giờ kinh phụng vụ, là giờ kinh mà các tu sĩ hay sử dụng và những cái công cụ khác. Các con vào App Store, các con bấm kinh thánh các giờ kinh phụng vụ mà viết tắt đó. Các giờ đây là kinh viết tắt ha. Cái icon của nó là một cái bàn tay, hai cái bàn tay đưa ra có hình Chúa Thánh Thần. Các con bấm vào cài đặt. Mà đăng nhập, tên đăng nhập thì các con có thể tạo mới ở chỗ này, nhưng mà cha có cái tài khoản sẵn, các con có thể sử dụng Nam Thái 2018 password là 123456 3456 đăng nhập. Vì đây là phần mềm miễn phí nên là nó có rất là hay quảng cáo. Ở đây bấm sổ xuống là 5 cái mục ở đây. Thì mục đầu tiên là kinh phụng vụ. Đây là giờ kinh mà các tu sĩ hay đọc, ngày nào cũng phải đọc kinh này. Nó có các giờ kinh sách sáng, trưa, chiều, tối. Con muốn giờ kinh nào, con bấm chọn giờ kinh đó. Thông thường giờ kinh sách từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ hoặc là 11 giờ. Kinh trưa các con đọc từ 11 giờ cho đến 3 giờ chiều. Sau 3 giờ chiều các con đọc kinh chiều, và kinh tối là khoảng 7 cho tới 9 giờ tối. Rồi, nếu mà bấm ngày khác thì theo ngày ha, nhưng mà thường thường là ngày nào sẽ đọc kinh ngày đó. Đó là giờ kinh phục vụ. Thứ hai là bài đọc. Các bài đọc thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta cái bài học ngày hôm đó. Các con muốn thay đổi ngày thì bấm vào đây, cái nào cũng có. Nếu có mạng các con sẽ có trong vòng 1 tháng, còn nếu không có mạng các con có khoảng chỉ khoảng 7 ngày thôi. Đây là nó có đường dẫn Gia-cô-bê chương 1 câu 19 đến 27. Đây là cái câu chủ đề của cái bài đọc này. Anh em hãy đem ra thực hành, đem lời ra thực hiện chứ đừng nghe suông. Đây là đáp ca, đây là tin thánh, tung hô tin mừng hay còn gọi là Alleluia trong mùa thường niên hoặc các mùa. Đây là tin mừng anh mù khỏi hẳn và thấy tỏ tường mọi sự. Đây là cái câu chủ đề của cái đoạn Marco chương 8 câu 22 đến 26. Đây là cái tin mừng ngày hôm nay ha. Hôm nay là thứ tư, tuần thứ sáu mùa thường niên. Tuy nhiên cái lời Chúa này á, nó khác lời Chúa trên nhà thờ một chút, bởi vì đây là bản dịch của các giờ kinh phụng vụ, còn bản dịch của trên nhà thờ là của Hội đồng của Việt Nam nên nó khác một chút thôi. Các con nhỏ con vẫn có thể hiểu được. Đây là mục thứ hai. Mục thứ ba là các con có thể tra cứu thánh kinh. Tra cứu, các con có thể chọn một cái cuốn sách trong 73 cuốn trong thánh kinh. Cho ví dụ ngày hôm nay là Marco này, chương 8 này, là Marco chương 8 câu 22 đến 26 ha. Marco chương 8 câu 22 đến 26, tôi còn bấm xem. Đó, đây là cái đoạn như nãy. Nó khác một chút là nó có những cái chữ xanh xanh nhỏ nhỏ ở đây, có nghĩa là những cái giải thích cho chúng ta cái chữ đó có nghĩa gì, mấy cái chữ gần đó nghĩa gì, chữ P chẳng hạn. Thì nó sẽ giải thích cho chúng ta đó. Nó mạnh hơn là chỗ đó. Cái mục kế bên là mục tìm kiếm. Mục này giúp cho chúng ta tìm những cái chữ mà chúng ta cảm thấy là nó cần kiếm nhưng mà không biết nó nằm ở đâu. Cho ví dụ như các con nhớ được cái chữ yêu thương chẳng hạn. Yêu thương. Các con bấm yêu thương, các con bấm search. Bấm search ở đây. Thì cái chữ yêu thương nó sẽ thống kê cho chúng ta cựu ước là 62 lần xuất hiện. Tân ước là 50 lần xuất hiện cái chữ đó. Và đây là cái sách. Thế ví dụ là Luca chương 6 câu 32 nó có một chữ yêu thương. Nếu anh em yêu thương kẻ thù hơn mình thì anh em có ân nghĩa gì? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Rồi những cái chữ khác con cũng có thể tìm kiếm trên đây ha. Nhớ được chữ nào tìm thử. Nó sẽ sổ ra cho chúng ta những cái chữ đó.
đó là phần tìm kiếm. Đây là phần tải xuống, hạn như là khi cái con mới có, thì cái con sẽ nó sẽ tải cho chúng ta 7 cái bài đọc, để khi chúng ta không có mạng chúng ta vẫn có thể đọc những cái bài đó trong vòng 7 ngày, và nó sẽ tự động cập nhật cho chúng ta khi chúng ta có mạng lại. Rồi, nó đã tải đến ngày 26 rồi ha. Tương tự như vậy, tải các dịch vụ chúng ta cũng bấm tải xuống. Đó là phần mềm kinh thánh, các dịch kinh phụng vụ. Hy vọng các con sẽ có thể tiếp cận được với lại lời Chúa, với lại kinh phụng vụ, cũng như là với những cái công cụ tìm kiếm để chúng ta có thể sống, có thể biết Chúa, có thể theo dõi lời Chúa hàng ngày để yêu mến Chúa nhiều hơn. Chào chào các con.